Shop phụ kiện 390 xin kính chào toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay shop có lắp ráp một khẩu FX cấu hình tầm cao cho một bạn khách ở Hà Nội anh em nhé. Khẩu này thì trên 10 triệu đồng, khẩu cấu hình tầm cao. Thì hôm nay mình cũng sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em chơi đam mê PCP, những người mới chơi súng FX anh em nhé, những người nào mới chơi súng FX về cách sử dụng sao cho hợp lý nhất và tránh cái tình trạng là anh em một vài cái lỗi không đáng anh em có thể hỏng cái lòng súng, hỏng cả một cái bộ quy. Đấy, rất chi là lãng phí anh em nhé. Thì hôm sẽ hướng dẫn những cái căn bản anh em sử dụng súng và hướng dẫn chi tiết về cái băng đạn này, lên cò lên búa, tránh cái tình trạng là đạn nó dồn lòng, đấy, hỏng lòng, hoặc là anh em phải thay cái thoi quy khác nhé. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái báo khớp gấp này trước anh em nhé. Thì anh em đây, anh em mua súng là thường hay có cái báo khớp gấp này anh em nhé. Thì cái này nó có chức năng này, anh em ấn vào đây là gập lại súng cho gọn này. Còn cái chức năng tiếp theo đấy, đây đây anh em để ý, có một con đây, anh em xem có một con ốc ở đây anh em nhé, con ốc ở sau cái khớp gấp. Con ốc này nó có chức năng gì? Anh em cầm cái cờ lê bản sau ấy, cái lục cái cờ lê hai cạnh bản sau ấy, anh em vặn ngược kim đồng hồ đấy, là anh em giảm búa anh em nhé. Ngược kim đồng hồ là anh em giảm búa, giảm lực búa. Anh em vặn theo kim đồng hồ là tăng lực búa anh em nhé. Đấy, nhiều anh em cũng mới chơi cũng không biết cái này. Đấy, thứ hai nữa là đây cái nút ấn lẫy này, đôi lúc nó bị lỏng, nó bị tuột lò xo anh em nhé. Thì ở sau cái khớp gấp này, một cái lối cái ống rút này, nó có một cái con ốc để cố định lại cái lò xo. Thì em vặn là cái con ốc đấy vào, đấy, lắp con lò xo vặn vào thì nó không bị rơi bị tuột cái con nút của khớp gấp này anh em nhé. Đấy, đấy là cái rất là cơ bản. Còn đây, còn cái báng ống rút, đây, còn cái báng ống rút anh em nhé. Đây. Cái báng ống rút này, đấy. Có chức năng này, anh em có thể kéo dài gắn anh em nhé, anh em ấn nút này, đấy, có kéo dài gắn để anh em làm sao để anh em tùy vai sao cho hợp lý nhất cái vai của mình anh em nhé. Đấy, để anh em tùy vai sao cho hợp lý với cái vai nhất của mình. Đấy là cái về cái báng ống gấp rút. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách lắp băng đạn vào khẩu FX anh em nhé. Đấy, nhiều anh em thì cũng sử dụng cái băng đạn này không khéo, đôi lúc hỏng bớt cái thoi ấy. Em mình phóng to ra đây anh em nhé. Khi anh em dùng cái băng đạn ấy, đây mình chưa lắp đạn anh em nhé. Đây, khi anh em dùng cái băng đạn đây, mình sẽ lắp 1-2 viên vào. Đây, mình sẽ lắp 1-2 viên vào. Lắp băng đạn rất là dễ anh em nhé. Để anh em lắp 1-2 viên vào. Đây. Anh em nhớ nhé, khi em dùng băng đạn này, anh em phải kéo này, cái kéo này là vừa lên cò và vừa lạp đạn anh em nhé. Đây. Anh em thấy có một cái mũi kim thò ra chưa? Đấy. Anh em khi lắp băng đạn vào, anh em không được cố đẩy. Đây. Em để có một cái kim nhỏ này, anh em không được cố đẩy nhé. Nếu em cố đẩy cái kim này sẽ bị cong và hỏng mất cái thoi anh em nhé. Anh em lên nhớ nhé. Anh em kéo cái này kịch nhé. Anh em kéo kịch này. Đấy, không em mới đẩy cái băng đạn vào. Đấy, anh em kéo kịch rồi mới đẩy băng đạn vào. Đấy, anh em mới lạp đạn này. Khi lạp đạn như này, anh em đẩy cái thoi lại nha. Em nhớ nhé, là trong ổ này sẽ có một viên đạn rồi. Đấy, anh em bắn này. Đấy, trong ổ có viên đạn rồi. Nếu anh em kéo lần nữa này, là lại lạp thêm một viên đạn khác nhé. Nhưng viên đạn kia là anh em bắn ra rồi. Nếu trong cái trường hợp mà anh em không bắn, thì anh em giữ lên cái tay lên búa này, anh em bắn nhẹ này. Để không em nhả ra từ từ thì là không bắn ra. Đấy, cái tránh tình trạng là anh em không bắn con mồi mà đã lạp đạn rồi thì anh em phải nhả ra để búa nó ra anh em nhé. Thì cái trường hợp này là anh em muốn bắn tiếp
anh em muốn bắn tiếp một viên đạn nếu mà anh thấy con mồi và anh em muốn bắn tiếp, anh em tuyệt đối không được lên cái tay này, không được lên tay bên tay phải. Cái tay bên phải này là cái tay mà anh em vừa lên cò và vừa lắp đạn, anh em nhé. Có nghĩa bên trong này có sẵn một viên đạn rồi. Nếu mà anh em kéo này lên tiếp nhé, anh em kéo lên tiếp này, là bên trong này sẽ có hai viên đạn rồi. Hiện tại bên trong có hai viên đạn. Nếu mà anh em lên 3-4 lần như thế là sẽ này, bên này sẽ có 6-7-8 viên, là cái đạn nó bị ở trong lòng nhiều quá, anh em không thông được là hỏng cái lòng của anh em nhé. Đấy, cái điều rất chi là cơ bản, nhiều anh em không biết cái này. Đây là việc trong đi có hai viên mình bắn ra. Đấy, hai viên bắn ra thì mình vẫn bắn được, nhưng vấn đề là khi anh em mà nhét nhiều quá, anh em nhét nhiều quá là nó bị tắc lòng. Đấy, tắc lòng anh em phải khui lòng ra, anh em phải dồn lấy cái vật thể cứng để anh dồn ra. Đấy, nói chung là cái anh em mà liên tục mà dồn đạn như thế nó sẽ gây ra cái tình trạng là kẹt lòng, đôi lúc nó sẽ bỏ cả một cái lòng súng. Đấy, một cái lòng súng mà xịn giá vài triệu rất chi là lãng phí anh em nhé. Đấy, em nên nhớ này, nếu mà anh em lên đạn rồi thì anh em muốn mà lên thì anh phải lên búa này anh em nhé. Đấy, anh em lên búa. Đấy, anh em lên búa nhé. Nếu mà bên trong thì có đạn rồi, anh không bỏ qua cái tay kéo, anh em phải lên búa nhé. Đấy, rồi em bắn. Nếu anh không muốn bắn này, anh em có thể ấn nút chốt an toàn. Nhưng mình khuyên anh em hãy lên làm như này, anh em giả búa ra từ từ, như này là an toàn nhất anh em nhé. Còn cái việc là em tháo băng đạn ra anh em nhé. Đấy, như mình nói ban đầu ấy, cái ví dụ cái quy tactical này hoặc là QK2 ấy, nó có cái kim ấy. Nếu anh em cứ rút ra thật lực ấy thì sẽ bị cong cái kim. Ê, kể cả anh em gạt cái này lên, anh em nhớ rút này, anh em gạt này. Đấy, anh em rút ra thật lực là sẽ cong cái kim, thì mình phải kéo hết cái tay đòn này ra, kéo hết cái tay đòn này anh em nhé, kéo hết tay đòn này gì anh em mới rút băng đạn ra. Đấy, nếu anh em không kéo hết băng đạn này, mình nhả ra, cái kim nó thò ra một chút này, em thấy được kim thò ra chút thôi. Đấy, nếu anh em cố giật ra thì sẽ cong cái kim đấy và hỏng mất cái thoi anh em nhé. Thế em phải kéo kịch cái này ra, mất cái này, anh em nhìn kỹ này. Khi em kéo kịch này, cái kim này sẽ thụt vào, thì anh em mình rút băng đạn hoặc là đút băng đạn vào anh em nhé. Đấy, rồi em mới bắn. Đấy, còn tiếp theo, đấy, tiếp theo mình sẽ nói về cái lòng súng, cái đuôi chuột lòng súng anh em nhé. Ở cái đuôi chuột lòng súng này, để mình kéo ra này. Ở trong cái đuôi chuột lòng súng này này, nó có một con sim âm, nó có một con sim âm này. Anh em nên nhớ nhé, khi anh em đóng cái thoi này, đây, cái thoi này, đây, mình, đây, anh em đóng cái thoi này, anh em phải đẩy hết cái thoi này vào, đấy, đẩy hết cái thoi này vào anh em nhé, đẩy hết thoi vào, đấy, để làm gì? Nếu mà anh em đẩy lơ lửng như này, đấy, anh em để lơ lửng mà không đẩy hết vào như này, khi anh em bắn đấy, đấy, khi em bắn này, là cái lực của hơi ở bên dưới van này nó sẽ đẩy lên và đẩy dội ngược lại. Thứ nhất là nổ rất to, thứ hai là cái sim âm này nó bay đi. Đấy, sim âm này bay đi thì sau này anh em bắn đạn nó không được chuẩn nữa và tiếng nổ rất chi là to anh em nhé. Anh em lên nhớ phải đẩy hết cái này vào. Đấy, đẩy hết vào rồi anh em mới bắn nhé. Đấy, trong tình trạng anh em không bắn thì anh em nhớ ấn cò và nhả ra từ từ này. Đấy, những cái lỗi căn bản này, đấy, anh em nhiều anh em không biết. Đấy, gây ra cái tình trạng là kẹt đạn, làm hỏng lòng súng anh em nhé. Đấy, thì đây là cái video nói về những cái điều căn bản nhất. Đấy, nhiều anh em chưa sử dụng và chưa biết anh em nhé. Đấy, bắn. Rồi, còn nói về chỉnh kính anh em nhé. Đấy, chỉnh kính. Thì đây, một khẩu súng ấy, nó sẽ có cái cơ bản nhất là có nút chỉnh tâm lên xuống và trái phải anh em nhé, lên xuống và trái phải. Thì mỗi cái nút chỉnh tâm này nó sẽ hoạt động nó giống nhau. Đấy, ví dụ như cái này, đấy, mình sẽ vặn ngược kim đồng hồ. Đấy, ngược kim đồng hồ thì cái tâm nó chạy từ dưới nhé, theo kim đồng hồ nó chạy lên trên anh em nhé. Và bên này cũng thế, ngược kim đồng hồ, đấy, anh em phải rút ra, ngược kim đồng hồ nó chạy sang trái và theo kim đồng hồ nó chạy sang phải anh em nhé. Đấy, thì đây là cái lúm chỉnh, đây là nói về con kính HS anh em nhé. Cái lúm chỉnh này là lúm chỉnh lấy led ở
sang gần anh em nhé, lấy nó sang gần thì anh em xem cái mốc số tương ứng thì anh em thấy cái vật con mồi nó khoảng bao nhiêu mét thì anh em có thể căn chỉnh theo. Thì bên shop có nhận lắp ráp test căn chỉnh ok mới gửi xe cho anh em. Thế anh em thấy video này hữu ích thì anh em có thể chia sẻ lại cho anh em nào mới chơi anh em nhé. Đấy, video của shop cũng xin kết thúc tại đây. Đấy, shop xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc nhé.